Kính chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thiết kế đồ họa trên máy vi tính của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì như quý vị và các bạn thấy là trong những cái phần bài trước đó thì chúng ta đã tìm hiểu qua các cái công cụ cơ bản trong cái chuyện mà chúng ta dịch chuyển hay là chúng ta thao tác với các đối tượng gọi là các đối tượng tiêu chuẩn của chúng ta. Thế thì trong cái phần bài trước thì tôi cũng đã trình bày quý vị và các bạn một cách sơ bộ về cái chuyện mà chúng ta tạo một cái hoạt cảnh đơn giản bằng cách là chúng ta sử dụng cái phần track bar ở phía dưới cũng như là chúng ta đặt các cái phần auto key cho cái chuyện mà chúng ta tạo các cái để mà chúng ta có thể thao tác được tạo hoạt cảnh chúng ta. Thế thì trong cái phần bài ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn những cái tính năng khác sơ bộ trước khi mà chúng ta đi sâu vào trong cái phần mềm 3D Suite 2008. Thế bây giờ chúng ta sẽ quý vị các bạn nhìn thấy ở đây trên cái trong cái phần mà tôi sẽ trình bày đó. Thì quý vị các bạn thấy rằng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới cái phần là chúng ta chỉnh các cái đối tượng và cơ bản cái đối tượng tiêu chuẩn của chúng ta cũng như là chúng ta hiệu chỉnh các cái thông số bên trong của một đối tượng tham số như thế nào. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái đối tượng ở trên cái vùng đồ họa này. Bây giờ quý vị các bạn xem nha. Chúng ta có thể dựng lại một cái T-Bot giống hồi nãy nữa. Tôi vẫn hay chọn cái T-Bot này vì cái tính dị hướng của nó, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được đối tượng trong cái quá trình mà chúng ta dựng hình đó. Quý vị các bạn thấy là tôi có thể khởi tạo ra một cái đối tượng giống như vậy. Và chúng ta lại chọn lại giống như trong phần bài trước, tức là chúng ta chọn xuống cái phần là Auto Key ở đây. Chúng ta chọn bấm chuột vào cái bấm chuột trái vào đây, chúng ta chọn cái phần Auto Key. Thì quý vị các bạn thấy trên cái slider chỗ này, cái thanh trượt chỗ này nè, chúng ta thấy nó hiện sang một cái màu đỏ. Thì giống như phần bài trước vậy, quý vị các bạn thấy chúng ta sẽ thao tác bằng cách là chỉnh các cái thông số của đối tượng. Thí dụ như trong chỗ này nè, quý vị các bạn thấy nè, chúng ta di chuột sang bên tay phải, chúng thấy bảng command panel trên cái bảng này đó, đối tượng của chúng ta là đây. Cái phần bán kính của cái T-Bot này nè, phần radius này quý vị các bạn thấy là hiện thời là 345, đó là một cái kích mm, đó là một cái thước bất kỳ nào đó mà do cái quá trình dựng hình mà tôi tạo ra cái đối tượng đó. Bây giờ tôi có thể thay đổi cái thước nó. Chúng ta lưu ý là chúng ta đang ở cái frame 0, cái khung hình 0. Đó, quý vị các bạn thấy là mọi cái đối tượng tham số mà chúng ta nhìn trên cái bảng lệnh của chúng ta ở đây nè, quý vị các bạn thấy nè, trên cái bảng mà command panel ở đây đó, chúng ta thấy từ cái bán kính của nó cho đến những cái phân đoạn segment, quý vị các bạn thấy là đối tượng của chúng ta hiện thời ở đây nè, nó đang ở cái dạng là được tô bóng smooth and highlight. Nhưng nếu quý vị các bạn chỉnh nó dạng wireframe thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái phần segment ở đây. Giả sử là trong trường hợp này đó, tôi để là smooth, tức là trơn bóng. Những cái thành phần liên quan tới cái ấm trà này, T-Bot, bạc, thì chúng ta thấy từ cái thân của nó là body. Chúng ta thấy cái tay nắm của nó là handle. Cái chỗ mà cái vòi của cái ấm nước đó là spool. Và cái nắp là lip thì chúng ta đều thấy xuất hiện ở đây hết. Quý vị các bạn thấy tất cả đối tượng tham số ở chỗ này chúng ta đều có thể diễn quạt được hết bằng những thao tác đơn giản giống như cái phần bài vừa rồi tôi có đã trình bày với quý vị các bạn, hoặc là chúng ta đang làm ở đây là chúng ta chọn auto key và ở từng cái key một chúng ta có thể thay đổi, chúng ta cho cái đối tượng nó xuất hiện như thế nào. Như vậy thì về đứng về mặt nguyên tắc, những đối tượng tham số mà xuất hiện trên cái bảng công cụ này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được. Bây giờ tôi mời quý vị các bạn chúng ta làm một cái đối tượng mà có thể phục vụ rất sát trong cái lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Chúng ta có thể chọn một cái cửa đi chẳng hạn trong trường hợp này. Vậy thì muốn làm được chuyện đó, chúng ta di chuột lên phía trên này nè, chúng ta chọn vào file đó, chúng ta chọn click chuột vào file, vào cái trình đơn file đó chúng ta chọn reset đó, chúng ta click vào reset ở đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta click vào reset thì quý vị các bạn thấy là những cái chuyện mà tôi cài đặt ở phía trước, ví dụ như trong cái phần lưới chẳng hạn, cái phần mà home grid đó, những cái đơn vị mà chúng ta chọn thì chúng ta thấy rằng nó trả lại với cái đơn vị là chúng ta chọn là đó là hệ anh vân vân, ví dụ vậy. Những cái cài đặt, những thay đổi nào đó mà chúng ta đã làm. Do vậy mà chỗ này nè, chúng ta chọn là new. Chúng ta tích chuột vào new. Chúng ta không chọn reset, mà chúng ta chọn vào new. Thì chúng ta thấy là nó là phần mềm 3D Suite cảnh cáo chúng ta, nó cảnh báo chúng ta là chúng ta có nên lưu lại cái thay đổi này trước khi chúng ta thoát ra hay không. Tôi trả lời là không, tôi không cần phải lưu lại những thay đổi ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy nè, những cái tùy chọn mà chúng ta sẽ phải thực hiện trong trước khi mà chúng ta tạo cái bản vẽ mới, đó là chúng ta nè, new on, chúng ta tạo lại hết. Tức là trong trường hợp này chúng ta, nếu chúng ta muốn giữ lại cái đối tượng là cái ấm hồi nãy chúng ta làm, nó ấm trà đó, thì chúng ta chọn là keep offset, hay là chúng ta chọn giữ lại cái đối tượng đó cũng như là những cái phần phả hệ của nó là hierarchy,
ở chỗ này thì quý vị các bạn thấy nè, tôi không giữ lại nó trong cái quá trình, tại vì đây tôi chưa có thao tác nào về chuyển động cả. Tôi chọn click vào New All và tôi click OK. Thì rõ ràng cái giao diện của phần mềm 3DS Fit trở lại đúng như vậy ban đầu. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa, chúng ta giữ lại những cái thay đổi mà chúng ta đã làm ở trong phần bài trước. Tức là trong những cái chúng ta chọn, chúng ta chỉnh sửa lại những cái chuyện là chúng ta lưới hay là gì đó, đơn vị dân dân chúng ta chỉnh ở đó. Là chúng ta chọn trong cái phần Customize, thì đợi Customize đó, quý vị làm việc đó. Bây giờ tôi mời quý vị các bạn di chuột lên trên cái bảng comment pano, bảng lệnh đó. Chúng ta chọn cái trang đầu tiên là create, tức là khởi tạo. Chúng ta chọn là ở cái phần gọi là geometry, là các đối tượng hình học. Và ở chỗ này nè, chúng ta click chuột trái vào cái chỗ cái bảng, cái danh sách là list box đó. Chúng ta click chuột vào đó, cái mũi tên chút xuống, chúng ta chọn cái gọi là đo chẳng hạn, tôi click vào đo. Tức là chúng ta chọn vào để khởi tạo một cái đối tượng, đó chính là cái cửa đi. Cái cửa đi của chúng ta có bảng lề chẳng hạn, chúng ta gọi là pivot ở chỗ này, hay là cửa trượt là sliding. Thì tôi sẽ lần lượt hướng dẫn quý vị các bạn trong những cái phần bài sau. Chúng ta click pivot ở đây. Và chúng ta thấy nè, chúng ta sẽ tải tạo đối tượng bằng cách, trong cái creation method, tức là cái cách mà chúng ta khởi tạo đối tượng, thì chúng ta sẽ vẽ là bề ngang của, bề rộng của cái cửa đó trước, đến chiều sâu, và cuối cùng chúng ta quyết định chiều cao. Như vậy thì chúng ta di chuột sang cái vùng đồ họa ở đây. Chúng ta click chuột trái và chúng ta di chuột để chúng ta quyết định đây là cái, chính là cái bề rộng của cái cửa đó. Tất nhiên chúng ta chỉnh được chính xác của nó. Quý vị các bạn cũng đã biết trong những cái phần mềm, ví dụ như AutoCAD Architecture, thì chúng ta cũng có thể làm điều tương tự. Bây giờ chúng ta dựng ở đây. Đó, thì chúng ta có một cái cửa giống như thế này. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy các thông số ở chỗ này nè. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái đối tượng, bởi vì đây là đối tượng tham số. Thì cái đối tượng tham số nó khác với lại các đối tượng đặt, đối tượng cứng, solid ở trong những cái phần mềm như AutoCAD chẳng hạn như thế nào. Thì quý vị các bạn thấy là rõ ràng là trong AutoCAD, khi mà chúng ta dựng các đối tượng đồ họa AutoCAD 3D chẳng hạn, chúng ta chỉnh đối tượng rồi, chúng ta tạo ra nó rồi, chỉnh sửa rất là khó. Nhưng nếu mà chúng ta dùng các cái phần mềm, ví dụ như AutoCAD Architecture, chúng ta gặp một số đối tượng tham số, chúng ta chỉnh sửa nó cũng dễ hơn. Và đối tượng là tham số trong cái phần mềm 3D Max thì nó là 100% là đối tượng là tham số. Tức là các đối tượng đó được sản sinh bởi các cái thuật toán. Các thông số nó có mối quan hệ về mặt toán học với nhau. Cho nên chúng ta có thể chỉnh sửa nó xem như là cái đối số mà chúng ta đưa vào, thì hầu như cái mô hình chúng ta được chỉnh sửa rất là nhanh chóng. Thì đây là một cái điểm thuận lợi của cái đối tượng gọi là đối tượng tham số Parametric Object. Chúng ta thấy trong cái phần mềm tôi đã có dịp giới thiệu quý vị các bạn, ví dụ như Autodesk Inventor, thì cũng chính là một cái phần mềm mà đối tượng tham số chúng ta chỉnh sửa cũng dễ nữa. Bây giờ chúng ta xoay lại trên cái phần mềm, trên cái comment panel ở đây. Quý vị các bạn thấy nè, tôi chọn ở chỗ này là hai cánh. Đó. Tôi có thể chỉnh được kích thước của cái này, tôi chọn là hai cánh cửa. Chúng ta sẽ chỉnh thao tác diễn hoạt cái đối tượng của chúng ta đối với lại cái phần gọi là open, tức là cái khoảng mà chúng ta mở cái cửa đó ra. Muốn làm điều đó, chúng ta diễn hoạt, thì chúng ta, quý vị các bạn thấy nè, tôi chọn lại auto key ở chỗ này. Tôi click vào auto key. Đó. Click auto key. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái thanh trượt slider ở chỗ này nè, nó lại hiện lên cái màu đỏ nữa, là chúng ta đang ở cái chế độ nó như vậy. Thì rõ ràng chúng ta đang ở trong cái khung hình là khung không, khung ban đầu hết. Thì quý vị các bạn thấy nè, tôi di chuột, tôi bấm chuột trái trên cái thanh trượt này nè, tôi di chuột tới cái frame 100, tức là cuối hết. Và tôi chỉnh sửa cái phần open này lại, tôi cho một cái giá trị là 90 độ chẳng hạn. Tôi enter. Quý vị các bạn thấy là chúng ta, sau khi mà chúng ta thao tác như vậy đó, thì chúng ta đã chỉnh các cái thông số liên quan tới cái đối tượng của chúng ta, là chính là cái cửa đó. Như vậy thì đứng về mặt nguyên tắc, tôi có thể thao tác cái đối tượng của tôi bằng cách là, ví dụ như tôi thực hiện một cái hoạt cảnh bằng cách là tôi rê một cái, đưa cái camera đến gần, đến một cái cửa, rồi bắt đầu cái cửa nó mở ra, rồi tôi đi vào trong cái nội của cái nhà đó. Bây giờ chúng ta xem lại trên màn hình của chúng ta. Chúng ta thấy nè, khi tôi bấm chuột và di dời ở chỗ này, cái thanh trượt ở đây nè, đó quý vị các bạn thấy trên màn hình của chúng ta, cái cửa đó ngay cái frame ban đầu là frame 0, cửa nó đang đóng lại. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Đó, chúng ta rê chuột như vậy nó sẽ mở ra. Tất nhiên là quý vị các bạn làm chuyện đó bằng cách là chúng ta di chuột xuống cái phần play animation ở đây, tức là chúng ta thực hiện cái quá trình diễn hoạt đó. Chúng ta lít chuột thì quý vị các bạn nhìn trên màn hình chúng ta thấy.
cái đối tượng của chúng ta nó mở cái cửa ra giống như vậy. À, rất là bình thường thôi. Đó. Tới chỗ này thì quý vị các bạn thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được cái chuyện là chúng ta diễn hoạt một cách đơn giản đối với lại cái đối tượng của chúng ta. Bây giờ tôi có thể mời quý vị các bạn chúng ta xem thử một cái cách mà người ta thực hiện diễn hoạt rất là đơn giản. À, trong cái quá trình thực tế thì chúng ta có thể chỉnh được cái tốc độ của nó, vân vân. Bây giờ tôi dừng cái quá trình diễn hoạt này lại. Tôi dừng quá trình diễn hoạt đó lại và tôi di chuột lên cái phần file ở phía trên này nè. Tôi lít vào file. Lít vào file ở đây. Và chúng ta có thể chọn bằng cách là gì? Chúng ta chọn là new và chúng ta chọn trả lời no cho đóng cái hộp thoại mà phần mềm Badesvit nhắc chúng ta là chúng ta có lưu cái thay đổi lại hay không. Chúng ta lít là no. Và chúng ta chọn new all. Sau đó chúng ta lít ok ở đây. Thì cái cảnh của chúng ta là đây rồi. Bây giờ quý vị các bạn xem, nếu mà tôi thao tác như này, tôi có thể thực hiện bằng cách là tôi dựng một số đối tượng. Tôi chọn như thế này. Tôi chuyển cái vùng nhìn này lại ở cái vùng nhìn trước. Chúng ta đang nhìn ở Perfecti. Chúng ta click vào cái vùng nhìn trước. Chúng ta chọn cái Maximize Viewport ở đây. Sau đó chúng ta thấy rằng bốn cái cửa sổ của vùng lệnh này nè, nó xuất hiện trên cái vùng đồ họa, nó xuất hiện ở đây. Tôi click chuột phải vào Front thì chúng ta thấy một cái khung hình màu vàng, cái đường viền màu vàng bọc ở trên cái vùng nhìn trước là Front đó. Và chúng ta Maximize, chúng ta cực đại hóa cái khung nhìn này. Chúng ta di chuột xuống cái góc phải phía dưới cùng đó, chúng ta click vào đó. Bây giờ tôi lại chọn cái trên cái thang cái bảng công cụ Command Panel đó, ở cái trang Create nè, là khởi tạo, chúng ta chọn cái Shape. Chúng ta tạo các đối tượng 2D, chúng ta click vào Shape ở đây. Vậy thì tôi có thể dựng một cái đối tượng bằng cách là tôi chọn Line, tôi click chuột vào Line. Tôi bấm chuột trên cái vùng nhìn trước này. Đó, tôi dựng một cái đối tượng, một cái đường đơn giản giống như vậy.